Xin chào cả nhà và các bạn. Hôm nay Trần Canh lại tiếp tục chia sẻ dây míp ra hoa. Mời cả nhà và các bạn cùng xem dây míp ra hoa như thế nào. Xin mời. Thưa cả nhà và các bạn, đây là một dây míp mình đã trồng rất là lâu rồi. Hiện nay đang có hoa nè các bạn. Hoa míp đó các bạn. Và trái nữa các bạn. Bông cực kỳ đẹp luôn. Và trái míp đậu nè các bạn. Nó ra viên một cái dạng hoa luôn. Trái nữa hoa cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Màu vàng rực rất đẹp.